chào anh em, đây là chiếc xe VinFast và hôm nay thì tiếp tục mình lại giới thiệu đến những cái sản phẩm công nghệ nhất trên cái chiếc xe này. Đây là toàn bộ những cái trang bị, những cái option mà có thể nói là một chiếc xe mới, nếu anh em mới lấy thì chúng ta nghiên cứu để xem thử chúng ta nên trang bị cái chiếc xe của mình thì có những cái option nào để nó đủ hơn, nó ngon hơn. Thì đây là một cái video mà có thể nói là chi tiết nhất dành cho chiếc xe mà VinFast Fadil phiên bản 2021 nha. Như thấy biển số rất đẹp, biển số đã là đầu 88875 đó. Trên cái chiếc xe này thì mình sẽ đi tổng quát từ bên ngoài, sau rồi đi vào bên trong để đánh giá cho anh em xem. Cái điều đầu tiên đó là cái hệ thống đèn trên cái chiếc xe này, toàn bộ đây là halogen anh em ạ. Đó thì bên công nghệ ô tô chúng tôi đã trang bị một đôi đèn led vào đây, đó thì nó sẽ không phải đục khoét, không phải chế cháo gì cả. Và trong trường hợp nếu anh em muốn sáng nữa thì làm một đôi bi gầm, đó là cái đầu tiên. Còn nếu như anh em độ đôi bi led thì tuyệt vời. Thì đầu tiên đó là cái cụm đèn, thì như này là ok để anh em trang bị, nó không phải là đắt tiền quá mà nó mang lại cái giá trị rất ok. Bộ này là JBL anh em ạ, hơn 2 triệu. Đó, và trên cái chiếc xe này thì anh cũng đã độ lên cảm biến. Đây là cảm biến phía trước, hai mắt cảm biến phía trước anh em ạ. Đó. Và bốn mắt cảm biến phía đằng sau nữa, và tí nữa mình sẽ quay ra đằng sau cho anh em xem. Phía đằng trước này thì có thêm một cái camera trong tổng thể camera 360. Đó, phía đằng trước thì chúng ta chỉ cần một bộ đèn sáng là được. Thì có thêm một cái mắt camera nữa để chúng ta quan sát và cũng như để ghi lại hành trình. Em lắp cho anh bộ HUD vào đây. Đó, mình đang lắp bộ HUD vào nữa anh em ạ. Tiếp tục đi sang bên phần sườn. Thì cái điều đầu tiên đó là cái bộ cảm biến áp suất lốp. Đó, như anh em nhìn thấy thì những chiếc xe nhỏ như này thôi, nhưng mà khi mà chúng ta xuống lốp thì chúng ta sẽ cũng khó là cảm nhận được là cái lốp bên này đang bị non hay lốp bên kia. Mà thay vì thế chúng ta sẽ phải ra ngoài quán lốp để kiểm tra, hoặc anh em đầu tư một bộ cảm biến áp suất lốp này. Cái dòng cảm biến áp suất lốp này là Certimed. Đó, dòng cảm biến xịn nhất hiện nay mà được bảo hành 3 năm. Giá hơn 2 triệu. Ở đây trong tổng thể thì nó vẫn có một cái camera 360 ở đây nữa này. Đấy, chiếc xe Việt Nam này thì chắc chắn anh em mua chiếc xe này là để đi đô thị. Do vậy thì khi mà loanh quanh trong đô thị chúng ta sẽ phải cần đến những cái thiết bị để hỗ trợ chúng ta lái mà nó đi vào những cái khúc cua nhỏ. Thì cái cam này này, kể cả những anh em lái lâu năm hay là anh em mới lái thì cũng rất là khó quan sát ở vị trí cam bên phải này anh em ạ. Tí nữa mình sẽ quay vào bên trong cho anh em xem. Ở cái lốp đằng sau cũng như vậy, thì nó có một cái camera, một bộ cảm biến áp suất lốp. Đó, Phần đằng sau chúng ta sẽ có bốn mắt cảm biến. 1 này, 2, 3, 4. Đây là cảm biến cũng mang thương hiệu Steamate. Đấy, thì dòng này là xịn nhất rồi. Và vẫn có một cái camera trong tổng thể camera 360. Phần đằng sau này thì nhiều anh em bảo là sơn lại cái quay đằng sau này màu trắng cho nó phù hợp. Nhưng mà bản chất cái này ở bên châu Âu ấy, thì người ta sẽ cái cản đằng sau nó là phần nó có thể bị xước sát khi mà chúng ta lùi. Thì có cái này ấy, thì khi mà bị xước chúng ta sẽ không nhìn thấy. Và đặc biệt là cái này nó chịu xung lực, nên là khi mà nó ấn vào nó không bị móp méo như hai bên sườn này đâu anh em. Đấy, các cái quay lốp này cũng như vậy này. Nếu như mà chúng ta bị cạt vào tường thì nó chỉ bị vào cái cua lốp thôi. Do vậy bên châu Âu người ta, những cái dòng xe mà chạy đô thị người ta sẽ có những cái cua lốp. Tiếp tục nữa, đi vào bên này thì vẫn có một camera này. Rồi, và ở đây nữa thì anh em nên độ thêm một bộ gập gương theo chìa khóa. Đấy, chỉ cần tích hợp theo cái module mới thôi. Cái module này cũng mang thương hiệu OLED Pro, bảo hành 3 năm. Đấy, bấm chìa khóa gập gương, tí nữa mình sẽ thử cho anh em. Em cho anh mượn chìa khóa để anh thử cái gập gương. Đó, mình đang trang bị cái HUD anh em ạ. Đây, anh em nhìn này, khóa cửa lại, gương gập lại luôn. Cái này khi mà anh em nhìn ở gương thì anh em sẽ biết được là chiếc xe mình khóa cửa hay là chưa. Đấy,
mình mở ra này. Đấy, gương lại mở ra. Ở trên cái bộ chìa khóa này thì mình cũng khuyên anh em đấy là nếu như mà chúng ta muốn công nghệ nữa thì có thể thay cái chìa khóa này bằng chìa khóa smart key, đỡ phải là khi mà lên xe chúng ta chọc vào ngoáy ngoáy. Như vậy thì cái bộ smart key đi xa nó sẽ tự khóa cửa, đi lại gần nó sẽ biết mở cửa cho chúng ta. Và bây giờ mình sẽ quay vào trong xe cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm trên xe cùng mọi người xem thử là những cái tính năng ở trên xe thì nó có khó dùng hay không. Chiếc xe 17 km, đó, đã đi được 17 km và xăng thì cũng sắp hết rồi. Và bây giờ mình sẽ trải nghiệm ở trên này này. Đầu tiên cái HUD, đó, cái HUD đây, anh em nhìn thấy một cái tốc độ xa xa ở đây này. Đó, chúng ta sẽ đi không cần phải để ý vào đây nữa mà chúng ta sẽ nhìn vào cái tốc độ ở đây. Đó, có thể quay vào đây thì nó không được nét nhưng mà chạy trên đường thì rất ok. Và thêm nữa thì một bộ màn hình cam 360 thì như anh em nhìn thấy thì chúng ta sẽ xi nhan phải này. Đó, nét chưa? Như này mà những anh em mới lái thì thực sự là sẽ dễ lái. Đấy, cái công nghệ này là công nghệ của năm 2021 đây anh em ạ. Đó. Chúng ta nhìn thấy cái hàng cây bên này này, nó nét hơn nhiều so với những cái cam bản là Lắc A và Lắc SA. Ok, mình sẽ gài xuống lùi này. Đó, nó có đánh lái luôn. Nó có đánh lái theo vô lăng. Đấy, khi mà chúng ta ngoáy sang bên bên phải đấy. Đó. Vạch giống kiểu bản Mẹc. Và thêm nữa thì khi mà lùi như này chúng ta sẽ có một cái cảm biến lùi. Đấy, nó sẽ hiện lên cho chúng ta. Và như mình có nói là nó chính xác đến từng mm một. Từng mm có nghĩa là nó nhảy cái số nhỏ nhất ấy. Đó, 1 mét này. Em thấy chưa? Rất là tiện. Rồi, tính năng ra lệnh giọng nói để mình đi trên đường mình nghe nhạc này. Nghe nhạc trẻ remix. Nhạc trẻ ra luôn. Mà chúng ta chỉ cần bấm vào giữa màn hình thôi. Đấy, rất là hay. Đó. Chiếc xe này là mới chỉ trang bị màn hình thôi, chưa có loa trầm. Và cũng như vậy chúng ta sẽ ra lệnh được rất là nhiều cái câu từ khác nhau. Nếu như mọi người có khiển vô lăng ở đây thì chúng ta sẽ không cần bấm ở đây nữa, nhưng mà nếu mà chưa có thì anh em bấm vào OLED AI ở đây. Nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng. Nó vẫn chạy ở đằng sau. Nếu mà chúng ta nhỏ xuống này. Đó. Ok, và nếu như anh em muốn dẫn đường chỉ đường thì chúng ta cũng chỉ việc bấm vào đây thôi. Nó rất là đơn giản vậy. Chỉ đường tới Trần Duy Hưng. Đấy, rất là nhanh. Bản đồ nó sẽ hiện ra để nó chỉ đường. Ở đây thì có thể sử dụng bản đồ Navitel, có thể sử dụng Google Maps, có thể dùng bản đồ Google Maps. Đấy. Khi mà anh em lái ở những cái cung đường này này, anh em xi nhan, mọi người nhìn thấy chưa? Sẽ vuốt cái này lên này. Đó. Nét chưa? Ví dụ đấy. Đây, cái lốp đằng sau nếu vậy là nó sẽ chém vào đây thì chúng ta sẽ phải đánh ra như thế này, chấm sang bên này, chúng ta sẽ chấm vào áp này, chấm sang bên này, anh em thấy chưa, đánh ra này. Như này thì chỉ việc điều chỉnh cái chân ga và côn thôi. Còn lại cái cam 360 này như mình có nói với anh em, đó là cái hệ thống mà từ cái sườn của cái bánh xe này mà nó đi ra đến khoảng cách an toàn ở đây là khoảng 3 mét. Và mình sẽ quay xuống cho anh em xem luôn. Ở đây sẽ để vào đây, để vào đây cho anh em dễ nhìn. Đó, đây là cái phần lề đường. Và cái phần lề đường này là nó cách khá là xa. Mình sẽ quay xuống dưới cho mọi người có thể xem được cái hệ thống này đây. Ví dụ ở đây
đây là cái lề đường nó tận ra ngoài này thì khoảng tầm là 3,5 mét. Đó. Thì như vậy là chúng ta được bảo vệ toàn bộ luôn. Được bảo vệ gần như là đấy. Anh em có thể nhìn thấy là từ cái vạch xe này mà ra tận đây 3 mét, hơn 3 mét. Và ở đây này, đây cũng là 3 mét. Như vậy là trong khoảng an toàn 3 mét anh em sẽ rất an toàn. Đặc biệt là chị em không cần phải lo là từ đoạn này đến đoạn này bao xa, vì 3 mét thì nó quá là dài. Mà nó lại có cái hay là có cái app ở đây. Đấy, ở đây nữa này, 3D này. Wow, quay quanh một vòng. An toàn chưa? Đấy. Rất là an toàn. Ở đây nữa thì trên cái hệ thống này thì như mình sẽ quay đến cái HUD để cho anh em nhìn thấy là có nên trang bị không. Ví dụ mình sẽ tăng tốc độ lên nhá. 1 km, 2 này, 4, 6 này, 10 này. Đó, và ví dụ như anh em mình nhìn xuống bên dưới này đây. Đây là 20 này thì nó quá khó. Nhìn lên đây thì rất là dễ luôn. Thì anh em là mình chưa đeo dây an toàn. À, như vậy thì chúng ta cứ đi thôi. Rất là an toàn. Trải nghiệm trên cái chiếc xe này thì anh em có thể thêm cái bọc vô lăng nữa để cầm cho nó êm tay. Đấy, nó sẽ êm tay hơn. Và cầm như này thì cũng được, tạm thời ok. À, cái bộ áp suất lốp này là cũng rất hay anh em ạ. Đó là khi mà chúng ta nhìn lên áp suất lốp thì chúng ta biết được các cái lốp nó có an toàn hay không. Thì anh em sẽ nhìn thấy được cái các cái cân của nó này. Đó thì ngay ở tầm mắt mình luôn thì mình sẽ biết được là lốp nào non để chúng ta có thể bơm lên. Đó. Còn trước màn hình thì theo anh đã đánh giá xem thử nó có đẹp không. Còn ở đây là chiếc màn hình 9 inch. Đấy, 9 inch thì nó vừa vặn. Nó rất là theo form. Trong chiếc xe nó sẽ hiện đại hơn. Đấy, các cái ứng dụng thì phiên bản C1S thì cũng là phiên bản rất là ngon, cực kỳ mượt mà. Nhưng nếu anh em trang bị một phân khúc cao hơn thì nó lại ok hơn nữa. Nhưng mà ở trong cái phân khúc này thì nó có cảnh báo tốc độ, tất cả mọi thứ. Và chip xử lý là 8 nhân nên là cũng rất là tuyệt vời. Ở trên cái chiếc xe này nữa thì mình có dán phim cách nhiệt. Đấy, thì phim cách nhiệt thì nó sẽ giúp cho cái chiếc xe nó mát mẻ hơn. Mọi thứ nó được bảo vệ, các cái tia UV nó sẽ không đi vào phía bên trong này đây. Đấy, thì anh em nên dán thêm. Và nhớ là đối với những chiếc xe mới ấy, thì anh em sẽ được tặng phim. Nhưng mà chắc chắn là sẽ được tặng phim tàu anh em ạ. Phim tàu thì nó chỉ rơi tầm mấy trăm nghìn thôi. Nhưng mà trước sau thì anh em cũng phải bóc ra. Thì nếu mà mình khuyên anh em nếu mà trang bị phim thì cứ hỏi cái bạn bán hàng ấy là phim này là phim xịn hay phim tàu. Nếu mà phim tàu thì thôi, cho anh trừ cho bao nhiêu tiền thì trừ. Mà anh ra ngoài anh dán phim xịn. Đấy. Còn nếu mà dán phim tàu rồi thì lại phải bóc ra thôi. Chắc chắn điều đấy là phải bóc ra thôi. Trên cái chiếc xe này, về tổng kết lại cái những cái trang bị công nghệ thì theo mình nghĩ, đầu tiên để mà chúng ta đi lại mà nó được sáng thì anh em trang bị đôi đèn. Đấy, đèn thì tùy vào nhu cầu. Có thể là hơn 2 triệu cũng có này, một đôi đèn LED thôi, zin luôn, không phải đục khoét chế cháo gì. Anh em muốn rẻ hơn thì anh em đụ đôi bi gầm. Còn nếu mà muốn nó đẹp mà nó sáng hơn nữa, anh em đụng cho mình một đôi bi pha LED. Đấy, gói đấy thì từ 4,5 triệu LS300 hay là đến 6,5 triệu hay là hơn mười mấy triệu của thương hiệu Aozoom hay JBNE. Đấy, những cái thương hiệu đèn quá nổi tiếng rồi. Còn về cái hệ thống như cảm biến lùi thì không biết là nếu như mọi người muốn được an toàn, lái nó dễ hơn thì cảm biến nó hay hơn cả K360. Bởi vì mỗi lần mà va chạm hay là sắp đến nơi thì nó sẽ kêu tít tít. Đấy, để chúng ta biết được là có cái gì đấy không an toàn. Còn nếu mà K360 thì anh em chỉ có làm cái đùng thì bắt đầu là lúc đấy mới dừng lại. Tuy nhiên là cái K360 thì chúng ta sẽ nhìn được luôn. Còn cảm biến thì chúng ta sẽ cảm nhận bằng âm thanh. Một bộ cảm biến áp suất lốp này, hay là một bộ HUD để hiển thị tốc độ kính lái để chúng ta lái xe an toàn. Rồi chắc chắn nếu như thời đại 2021 rồi, anh em trang bị một bộ màn liền cam trên chiếc xe Fadil này thì sẽ được, vừa là có giám sát hành trình bốn hướng, vừa là hỗ trợ chúng ta lái xe an toàn, vừa là nghe nhạc, có cảnh báo tốc độ đi trên đường. Đó. Rồi thì ở trong xe này thì có một bộ
Sơ mặt ghi trên chiếc xe Fadil thì không biết anh em có thích không. Chứ còn bên chúng tôi thì lắp rất là nhiều. Và khi mà chúng ta đi xa nó tự khóa, lại gần nó tự mở. Tất cả mọi thứ nó gần như là công nghệ 4.0, không cần phải chọc vào máy như chiếc xe này. Đó là cái quay lại về chiếc xe Fadil. Không biết là anh em có cái ý kiến gì về những cái sản phẩm được trang bị trên chiếc xe này thì để lại comment. Hoặc là anh em muốn đánh giá sâu một cái chi tiết nào đấy thì hãy để phần bình luận bên dưới, mình sẽ quay lại cho mọi người. Và nhớ là đăng ký kênh của Công nghệ ô tô. Cái kênh này sẽ chuyên cập nhật về những cái đồ công nghệ của ô tô liên tục. Công nghệ luôn luôn thay đổi, do vậy chúng ta luôn luôn update để sở hữu những cái sản phẩm mà nó công nghệ thời thượng nhất, không bị lỗi thời. Thì mình hy vọng là tạo ra một cái kênh để giúp cho anh em, đánh giá cho anh em những cái sản phẩm mà anh em nên lắp nhất. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại.